Giargo xin được chào các bạn. Mỹ là đất nước cho phép người dân sở hữu và sử dụng súng được quy định trong Hiến pháp Mỹ, và đây được coi là quyền cơ bản của con người chỉ sau quyền tự do ngôn luận. Luật sở hữu súng vào năm 1791 cho phép người dân có thể mang súng tới bất cứ đâu. Ngay từ năm 2018, tỷ lệ sở hữu súng ở Mỹ đã là 120 khẩu trên 100 dân. Tính đến hiện tại, Mỹ là quốc gia có tỷ lệ sở hữu vũ khí trên đầu người cao nhất thế giới. Ngoài ra, Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc, đa đảng phái, tính tự do dân chủ cao nên Mỹ luôn đối mặt với các vấn đề nội bộ như xung đột, biểu tình chính trị, bạo động, tội phạm, khủng bố. Vì vậy, lực lượng cảnh sát đã được trang bị rất tối tân để đảm bảo phòng chống tội phạm và an ninh trật tự. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng xem cảnh sát Mỹ được trang bị đến tận răng như thế nào. Trang bị đầu tiên cần được nhắc đến là trang phục cảnh sát. Về đồng phục, ban đầu, cảnh sát Mỹ sử dụng màu xanh dương từ năm 1853, kế thừa màu đồng phục cảnh sát Anh quốc. Màu xanh dương sẫm có thể giúp cảnh sát khó bị phát hiện trong màn đêm khi phải đương đầu với tội phạm và cũng giúp họ có cảm giác an toàn hơn. Tất nhiên, màu xanh dương đậm truyền thống không phải là màu sắc bắt buộc của đồng phục cảnh sát Mỹ, vì mỗi tiểu bang hoặc mỗi địa phương đều có thẩm quyền tự quyết định cho mình. Đa phần, đồng phục cảnh sát ngày nay mang màu đen, nâu, xanh lá cây và xám bên cạnh sắc xanh dương. Áo giáp cho cảnh sát Mỹ thường sử dụng có hai loại: áo giáp thường hay giáp mềm được sản xuất theo chuẩn 2A2 hoặc 3A, có thể mặc dưới áo đồng phục để chống đạn súng ngắn. Áo giáp đặc biệt hay áo giáp cứng đội đặc nhiệm SWAT thường mặc được sản xuất theo tiêu chuẩn 3 hoặc 4, có tấm thép chống được đạn súng dài. Áo giáp mềm ra đời từ thập niên 60 của thế kỷ trước để thay thế cho áo giáp sắt, vốn làm cho người mặc trở nên nặng nề, cồng kềnh và chậm chạp. Sở dĩ gọi là áo giáp mềm là vì bên trong áo giáp có các sợi vật liệu được dệt thành một tấm lưới siêu chắc. Vật liệu làm áo giáp mềm thông dụng nhất đó là sợi Kevlar. Kevlar là một loại sợi nhẹ như sợi vải truyền thống, nhưng nó khỏe hơn gấp 5 lần một mảnh thép có cùng khối lượng. Khi được đan thành một tấm lưới dày đặc thì nó có khả năng hấp thụ một lượng lớn năng lượng từ đầu đạn bay tới. Áo giáp cứng ngoài các lớp sợi như áo giáp mềm thì phía trước nó còn có một tấm vật liệu cứng làm bằng kim loại hoặc gốm. Đầu đạn trước khi chạm vào tấm lưới sợi thì nó phải chạm vào tấm lưới gốm hoặc thép này trước. Chính tấm gốm hoặc thép này sẽ làm giảm đi một phần tốc độ của đầu đạn, dùng độ cứng của mình để phá vỡ hình dáng khí động học của nó, làm cho đầu đạn bị biến dạng và giảm sức sát thương. Hiện có 6 tiêu chuẩn của áo giáp: loại 1, loại 2A, loại 2, loại 3A, loại 3 và loại 4, với khả năng chống đạn tăng dần từ cấp độ 1 đến cấp độ 4. Loại 1 yếu nhất hiện nước Mỹ không còn sử dụng và loại 4 là loại mạnh nhất. Loại 2A chịu được đạn 9mm với vận tốc đầu đạn lên tới 373m/s. Loại 2 chịu được đạn 9,5mm với vận tốc đầu đạn lên tới 436m/s. Loại 3A chịu được đạn 10,9mm với vận tốc đầu đạn lên tới 436m/s. Loại 3 chịu được đạn súng trường 7,62mm với vận tốc đầu đạn lên tới 847m/s. Và loại 4 chịu được đạn súng trường xuyên giáp 7,62mm với vận tốc đầu đạn lên tới 878m/s. Ngoài ra, trang phục đi kèm còn có mũ bảo hiểm chuyên dụng, kính nhìn đêm, mặt nạ phòng độc. Thứ hai là các trang bị cầm tay cho cảnh sát Mỹ. Các trang thiết bị cầm tay của cảnh sát Mỹ có thể được chia thành 3 loại: thiết bị tấn công áp chế, thiết bị liên lạc nghe nhìn và thiết bị cứu thương. Thiết bị tấn công áp chế gồm có các loại súng, đạn đi kèm, dùi cui, còng số 8, bình xịt hơi cay, dao, khiên chống bạo động và một số thiết bị phụ trợ khác như hệ thống ngăn chặn chủ động ADS, thiết bị âm thanh tầm xa, đèn laser gây lóa mắt, súng phun bọt siêu dính. Các loại súng được cảnh sát Mỹ sử dụng gồm có súng sát thương, súng ngắn, súng trường bắn tỉa, súng tiểu liên, súng phóng lựu, súng shotgun. Súng phi sát thương bao gồm súng điện, súng người dơi, súng bắn đạn cao su, lựu đạn khói gây ho. Súng ngắn hay súng lục thường được lắp ở dây đeo dụng cụ ngang thắt lưng và dưới ống chân. Các mẫu súng ngắn phổ biến như Glock, Smith & Wesson
Beretta, súng lục Heckler & Koch. Súng shotgun hay còn gọi là súng bắn đạn ghém, súng hoa cải là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai. Bắn ra loại đạn là một tập hợp các viên đạn nhỏ như hạt tiêu, chỉ sát thương cao khi dùng ở khoảng cách gần, hay loại đạn đặc và lớn dùng với khoảng cách xa. Đôi khi bên trong có thể là thuốc nổ hay các chất hóa học gây cay, gây mê. Súng điện là bạn đồng hành không thể thiếu của cảnh sát Mỹ. Súng điện ra đời xuất phát từ yêu cầu trấn áp tội phạm không tặc cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970 và một số yêu cầu khác như khống chế người bị thần kinh. Súng có thể vô hiệu hóa nhưng không giết chết. Năm 1974, súng điện đầu tiên ra đời với tên gọi Taser và được phát minh bởi Jack Carver, một chuyên gia NASA. Súng điện Taser bao gồm nguồn điện nối với hai chiếc phi tiêu ngắn bằng dây cách điện. Dòng điện của súng lên tới 50.000 V chạy trong 5 giây, có thể vô hiệu hóa mục tiêu trong phạm vi 4,6 đến 11 mét bằng cách gây ra những cơn co giật cơ bắp không thể kiểm soát được. Khi hai đầu phi tiêu là hai đầu kim loại được phóng ra khỏi súng tiếp xúc với cơ thể người, chúng tạo thành mạch điện kín, gây đau đớn tạm thời và tác động đến hệ thống thần kinh trung ương, khiến không còn khả năng phản kháng. Súng người dơi, Bolarap, hay còn gọi là súng trói nghi phạm. Súng người dơi ra đời xuất phát từ yêu cầu thay thế cho súng điện và súng cao su nhằm giảm bớt sát thương. Súng có tên Bolarap 100 được thiết kế sử dụng trong tình huống cần giảm căng thẳng và cảnh sát không phải dùng vũ lực. Khi khai quả, Bolarap hình thành âm thanh tựa như khẩu súng và phóng sợi dây chất liệu Kevlar cuốn chặt lấy tay, chân một cá nhân ở khoảng cách từ 3 đến 7,6 mét. Ở cuối những sợi dây còn có hai ngạnh nhỏ bám chặt vào quần áo đối tượng trong trường hợp sợi dây không trói được chân tay của người này. Về dùi cui, loại truyền thống thường là một cây gậy bằng gỗ, kim loại hoặc cao su có độ dài khoảng 50cm. Phần chui có dây để lồng vào tay cho chắc. Ngày nay còn có loại dùi cui điện, là loại dùi cui vừa có chức năng như súng điện lại vừa có chức năng như dùi cui khi hết điện. Nó có khả năng phóng ra tia điện có điện áp khoảng 50kV đến 800kV. Người sử dụng chỉ cần bấm nút thì đầu dùi cui sẽ phóng điện ra. Tia điện này có khả năng làm một con lợn nặng 70kg bất tỉnh trong 10 phút. Ở Mỹ, cảnh sát được trang bị một loại dùi cui kim loại đặc biệt gọi là gậy baton. Baton là loại gậy 3 khúc có thể rút ra rút vào, làm từ thép hợp kim bền, gậy cứng để thay thế cho loại dùi cui truyền thống chỉ có một khúc dài 0,5m, cồng kềnh và bất tiện. Gậy baton vừa có khả năng tấn công, vừa phòng thủ hiệu quả, độ cứng cao nên còn được dùng để đập vỡ kính xe ô tô, mở cửa sổ đóng kín để giải cứu người bị kẹt. Bình xịt hơi cay cũng là một loại vũ khí hữu ích của cảnh sát Mỹ. Ví dụ như vào tháng 8 năm 2017, tại thành phố Phoenix, thủ phủ bang Arizona, cảnh sát Mỹ đã dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ném đá và chai lọ bên ngoài một cuộc họp do Tổng thống Donald Trump tổ chức. Hợp chất chủ yếu của bình xịt hơi cay là capsaicinoid, được chiết xuất từ ớt theo quy trình hóa học nhằm hòa tan và cô đặc nó thành chất lỏng và nén vào bình xịt. Còng số 8 được sử dụng để trói tay nghi phạm sau khi khống chế xong. Còng số 8 có hai loại, loại có dây xích và loại không có dây xích, tùy theo kích thước cổ tay của người bị trói để chọn loại phù hợp. Khiên chống bạo động cũng là một công cụ phòng thủ hữu ích của cảnh sát khi phải đối mặt với đám đông quá khích và có vũ khí như gạch, đá, dao, súng. Vật liệu thông dụng để chế tạo khiên là polycarbonate có độ dày khoảng 4mm. Đây là loại nhựa có nhiều lợi ích và ưu điểm nổi bật như cứng cáp, dẻo dai và vô cùng bền bỉ, nhẹ và khá trong suốt. Khiên có hình dáng cong parabol, hơi lõm ở mặt sau để tăng khả năng chịu lực. Các góc cạnh được thiết kế theo hình vòng cung. Thiết bị liên lạc nghe nhìn gồm có bộ đàm hay radio, đầu thu âm, điện thoại, camera hay máy quay gắn trên quần áo, đèn pin, loa thông báo, gương cầm tay, ống nhòm chuyên dụng. Camera gắn trên người cảnh sát Mỹ được trang bị xuất phát từ vụ cảnh sát Darren Wilson ở Ferguson, Missouri đã bắn chết thanh niên da màu Michael Brown mới 18 tuổi vào ngày 9 tháng 4 năm 2014. Sau đó, tòa án xử không truy tố cảnh sát Wilson, dẫn đến làn sóng phản nộ của dư luận và biểu tình lan rộng.
người dân đã yêu cầu phải cài camera cho cảnh sát nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền lực gây tổn hại cho người dân. Ý thức được đó không chỉ là vấn đề tại Ferguson, Missouri, đó là vấn nạn trên toàn quốc. Tháng 12 năm 2014, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã chi 263 triệu đô la từ ngân sách liên bang cho việc huấn luyện và trang bị máy quay cho cảnh sát. Trong dịp này, 50.000 máy quay trị giá 75 triệu đô la được trang bị cho cảnh sát trên toàn nước Mỹ. Từ đó đến nay, con số này liên tục được bổ sung tăng thêm. Các bang đều yêu cầu cảnh sát mang máy quay khi thực hiện nhiệm vụ. Máy quay sẽ ghi lại tất cả những gì xảy ra khi một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, từ bắt giữ người, đuổi theo thú cưng, cứu người bị mất tích và cả những cảnh cảnh sát giết người. Ống nhòm hồng ngoại được sử dụng trong một số trường hợp quan sát từ xa, cần phóng to các điểm vật nhìn ban đêm. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, lực lượng đặc nhiệm dùng ống nhòm hồng ngoại để rà soát toàn bộ khu vực phố Lê Văn Hưu, Hà Nội khi Obama đến ăn bún chả. Gương cầm tay cũng được mang theo để hỗ trợ xem các góc khuất hoặc quan sát phía sau. Thiết bị cứu thương gồm có dây băng bó, cầm máu khi bị thương, lắp trên dây đeo dụng cụ. Thứ ba là các phương tiện phục vụ cho công việc di chuyển, tuần tra, truy đuổi tội phạm. Các phương tiện hỗ trợ gồm có xe mô tô, xe ô tô chuyên dụng, xe đặc chủng, cứu nạn khi ngập lụt, xe thiết giáp kháng mìn, xe tải cơ dụng, trực thăng tuần tra, drone, xuồng cao tốc. Một số trường hợp còn sử dụng cả ngựa, xe đạp, chó nghiệp vụ. Xe mô tô tuần tra. Cảnh sát Mỹ thường dùng xe mô tô của hãng Harley-Davidson, được biết đến như là những chiếc mô tô cảnh sát huyền thoại với công nghệ chế tạo khung sườn và động cơ hàng khủng. Một số tính năng ưu việt của dòng xe Harley-Davidson: Police Motorcycle Electra Glide, Police Motorcycle Road King có thể kể đến như bình xăng dung tích 22,7 lít nằm trong top 5 xe mô tô chạy xa nhất, cho phép chạy đường dài trên 400 km mỗi lần đổ đầy bình. Là một trong những dòng xe phân khối lớn hàng khủng trên thế giới với động cơ có dung tích xi lanh rất lớn trên 1690cc, điều này cho phép xe mô tô tăng tốc nhanh, đạt tốc độ lớn, dễ dàng truy đuổi tội phạm. Xe ô tô tuần tra chuyên dụng. Xe ô tô tuần tra được cảnh sát Mỹ dùng để tuần tra và truy đuổi tội phạm. Được nâng cấp từ những mẫu xe thương mại quen thuộc, được hỗ trợ nhiều trang bị và công nghệ chuyên dụng. Một số mẫu xe cảnh sát tuần tra chuyên dụng thường được sử dụng như sau. Dodge Charger Pursuit là mẫu sedan có khả năng truy đuổi tốc độ cao. Xe được trang bị khoang lái gia cường bằng thép, vùng hấp thụ xung lực trước và sau khi cần va chạm với xe vi phạm đang chạy trốn, phanh hiệu năng cao BR9, hệ thống liên lạc với bộ chỉ huy. Dodge Durango Pursuit là mẫu SUV cỡ trung đa dụng, được trang bị hệ thống phanh hiệu sức cao BR9 và hệ thống treo chuyên dụng Nivomat. Lenco Bearcat, mẫu xe này có nhiều phiên bản chống đạn khác nhau. Ngoài ra, mẫu xe chuyên dụng này còn có thể dập tắt những đám cháy nhỏ. Ford Explorer, mẫu xe này được trang bị các máy điện tử, gồm một máy điện toán, một máy vô tuyến truyền tin, một hộp điều khiển và một máy in giấy phạt. Ford Police Interceptor Utility. Đây là mẫu xe SUV chuyên dụng dành riêng cho cảnh sát, được phát triển trên nền tảng Ford Explorer thế hệ thứ 6. Một số công nghệ mới được trang bị như cảnh báo vật thể lạ, khoang hành lý được mở rộng. Ford F-150 Police Responder là mẫu bán tải được yêu thích tại Mỹ. Điểm nổi bật của xe là tốc độ tối đa lên gần 200 km/h, chính xác là 193 km/h. Xe được trang bị hệ thống Ford Telematics giúp cải thiện hiệu suất vận hành thông qua vệ tinh, chức năng dẫn động Torque on Demand mới. Chevrolet Tahoe Police Pursuit là mẫu SUV cỡ lớn có hai phiên bản: BBV, xe truy đuổi dành cho lực lượng cảnh sát, và SSV, dòng xe thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, được trang bị hệ thống phanh hiệu sức cao của Brembo, gương chiếu hậu là màn hình hiển thị hình ảnh từ camera phía sau, camera hồng ngoại và tính năng tự động về B khi xe chạy tốc độ thấp và người lái bỏ dây an toàn, mở cửa xe bước ra ngoài.
Chevrolet Silverado SSV. Mẫu bán tải chuyên dụng này là đối trọng chính với Ford F-150 SSV. Xe được trang bị hệ thống phanh hiệu suất cao, hệ thống treo off-road chuyên dụng, khoang vũ khí bổ sung bên dưới đệm ghế và thùng xe. Ram 1500 SSV là một lựa chọn mang tính đa dụng. Hệ thống treo được gia cường để sử dụng trên nhiều địa hình phức tạp, bên cạnh khả năng kéo tải hơn 4.600 kg là những ưu điểm cho lực lượng cảnh sát tại khu vực ngoại ô. Ngoài ra, còn có các mẫu xe ô tô tuần tra chuyên dụng khác như Chevrolet Bolt, Chevrolet Express Transport Van, Ford Expedition, Ford Mustang Mach-E và Ford Transit. Thân xe được trang bị nhiều tính năng nhằm bảo vệ, hỗ trợ trong quá trình tuần tra, truy đuổi tội phạm. Ví dụ như xe lắp thêm khung bảo vệ đầu xe, đuôi xe, khung lái được gia cường bằng thép, có lưới sắt ngăn hai khoang nội thất, cửa xe chống đạn, phanh hiệu năng cao BR9, chức năng dẫn động, hệ thống treo off-road chuyên dụng, cảm biến cảnh báo bằng đèn hiệu, hệ thống liên lạc với bộ chỉ huy, đầu xe trang bị súng ngắm tia laser, khoang vũ khí dưới đệm và thùng xe, ghế ngồi dễ lấy súng trường và công cụ hỗ trợ, màn hình chống nhiệt độ cao, khả năng tăng tốc nhanh, khả năng chống va chạm mạnh phía sau, hệ thống phát hiện nguy hiểm từ phía sau và hai bên. Ngoài ra, trên xe còn trang bị thêm một số dụng cụ bổ sung như vali đựng dây đinh, còn gọi là lưới chặn bánh xe. Lưới chặn bánh xe được lắp nhiều đinh nhỏ, khi có xe quá tốc độ đi qua, hàng đinh sẽ bám ngay vào lớp, kéo theo tấm lưới được dệt từ nguyên liệu chắc chắn, nhanh chóng cuốn chặt vào bánh trước, buộc xe phải dừng lại nhưng vẫn an toàn. Dây đinh có thể tháo lắp trong vòng 3 giây trên mọi địa hình và có thể tái sử dụng nhiều lần. Dụng cụ lấy dấu vân tay. Đây là hộp đựng chứa các dụng cụ để lấy các mẫu vân tay của nghi phạm lưu lại trên các đồ vật, thân xe ô tô. Một số xe đặc chủng khác. Xe đặc chủng cứu nạn khi ngập lụt. Xe có tính năng lội nước, được sử dụng để cứu nạn tại các khu vực bị ngập lụt mà các loại xe thông thường không tiếp cận được. Xe thiết giáp kháng mìn, được thiết kế cho nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ, chống phục kích bằng thuốc nổ và mìn ven đường. Cấu trúc gầm xe thường có hình chữ V để phân tán, ngăn tác động sóng xung kích từ các vụ nổ đến kiếp lái. Thân xe, cửa xe được trang bị thiết giáp. Kính xe có khả năng chống đạn súng bổ binh hoặc mảnh văn đạn pháo. Các cửa kính bên hông xe được lắp chắn song bằng thép nhằm cản giữ lại đạn chống tăng. Lớp xe được thiết kế đặc biệt giúp chúng vẫn có thể cơ động ngay cả khi bị bắn thủng. Xe tải cơ dụng. Mẫu xe tải thường dùng là hãng Kenworth. Năm 2021, Kenworth ra mắt dòng xe tải điện. Cùng năm, hãng giới thiệu mẫu T680 FCEV sử dụng pin nhiên liệu hydro của Toyota với 6 bình hydro cho hành trình 480 km khi đủ tải 36.000 kg. Xe tải Kenworth từng được đặc vụ Mỹ sử dụng trong chuyến hộ tống Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới thăm Việt Nam vào năm 2021. Ngoài ra, xe tải cơ dụng còn được sử dụng cứu hộ, phân luồng giao thông. Nó có thể kéo được các xe từ 30 tấn đến gần 100 tấn, chuyên dành cho việc kéo các loại xe có tải trọng lớn. Trực thăng, drone tuần tra. Trực thăng được cảnh sát sử dụng để kiểm soát tình hình mất trật tự an ninh công cộng và hỗ trợ trên không cho các hoạt động trên mặt đất. Tất cả trực thăng đều được trang bị hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, có thể kết nối với mọi cơ quan cảnh sát Mỹ và hệ thống tìm kiếm bằng tia hồng ngoại Forward Looking Infrared System giúp xác định các nguồn nhiệt phát ra từ động cơ xe hơi, thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm tài sản hay truy bắt ma túy. Camera trên trực thăng là loại chống rung cực tốt, có thể quan sát rõ các vật thể, đối tượng từ xa ở bên dưới mặt đất. Một vụ việc tiêu biểu cảnh sát sử dụng trực thăng để tuần tra, truy đuổi tội phạm, đó là tối ngày 5 tháng 6 năm 2018, cảnh sát bang Virginia huy động trực thăng, xe tuần tra để truy bắt nghi phạm đánh cắp một xe thiết giáp từ căn cứ quân sự gần đó. Người đàn ông này đánh cắp xe thiết giáp từ căn cứ Fort Pickett của lực lượng vệ binh quốc gia ở thành phố Blackstone, bang Virginia, sau đó điều khiển xe chạy trên cao tốc hướng về thành phố Richmond. Video do người dân thành phố Richmond quay lại cho thấy nhiều xe cảnh sát vừa hú còi vừa bám đuôi chiếc thiết giáp trên đường,
trong khi một chiếc trực thăng bay theo và quan sát mọi động thái từ trên cao. Nhờ chiếc trực thăng tuần tra với tầm quan sát rộng nên đã phát hiện được vụ việc trộm xe và đã báo cho lực lượng cảnh sát huy động thêm ô tô để truy đuổi. Chiếc trực thăng trên cao như một định vị luôn bám theo mục tiêu và phối hợp báo tin cho lực lượng ở bên dưới mặt đất để chặn bắt. Sau 2 giờ truy đuổi xuyên thành phố, cảnh sát đã bắt được nghi phạm cùng chiếc xe bọc thép bị đánh cắp. Drone hiện đã được cảnh sát Mỹ triển khai. Máy bay không người lái hay còn gọi là drone hay UAV là thiết bị bay không có phi công trên buồng lái. Drone thường sử dụng trí tuệ nhân tạo, được trang bị camera tầm xa, phần mềm và các cảm biến khác. Khi drone được gắn thêm camera thì nó còn được gọi là flycam. Cảnh sát bang Michigan là đơn vị cảnh sát đầu tiên của nước Mỹ nhận giấy phép sử dụng thiết bị bay hiện đại có tên drones. Ở bang California, drone đang dần thay cho trực thăng để truy bắt tội phạm. Drone đã trở thành một phần chương trình DFR, Drone as a First Response, của lực lượng cảnh sát. Khi nhận cuộc gọi từ 911, cảnh sát đưa vị trí cho drone. Drone sẽ tự bay tới hiện trường, ghi nhận tình hình rồi tự bay về. Drone còn được tích hợp phần mềm Aerial Telepresence, cho phép thực hiện các cuộc gọi báo cáo về hành vi phạm tội đang diễn ra, hỏa hoạn hay tai nạn giao thông. Một ví dụ tiêu biểu là khi chiếc drone cất cánh từ sân thượng của trụ sở phòng cảnh sát Chula Vista để bay tới bãi gửi xe phía bên kia thành phố, nơi một nam thanh niên đang ngủ trên ghế lái của chiếc ô tô mới trộm được. Trên đùi anh ta là dụng cụ chơi ma túy. Khi nam thanh niên mang theo súng và túi heroin chạy khỏi xe, xe cảnh sát ở gần đó không thể truy đuổi vì đối phương này nhảy qua tường. Nhưng từ trên không, chiếc drone có thể ghi hình toàn cảnh, bao gồm quá trình nam thanh niên vứt súng vào thùng rác, giấu túi heroin rồi trốn qua cửa sau siêu thị. Nhận được thông tin từ trụ sở, cảnh sát ở hiện trường thành công chặn bắt nghi phạm và thu giữ khẩu súng cùng túi heroin. Các phương tiện tuần tra khác có thể kể đến như sau. Xuồng cao tốc dùng để truy đuổi tội phạm bằng đường sông. Đôi khi cảnh sát Mỹ còn dùng cả xe đạp, ngựa để tuần tra trong thành phố. Cảnh sát biển sử dụng hạm đội bảo vệ bờ biển để tuần tra, giám sát lãnh hải, phần lãnh thổ nước của nước Mỹ và vùng đặc quyền kinh tế, ngăn chặn các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp tại khu vực biển Bắc Thái Bình Dương từ năm 1993. Hạm đội bảo vệ bờ biển bao gồm hàng chục tàu lớn nhỏ, trong đó tàu tuần tra Mellon được trang bị các động cơ tua bin khí giúp tàu chạy tốc độ cao. Mellon là tàu cảnh sát biển đầu tiên phù hợp trang bị tên lửa chống hạm Harpoon, hệ thống pháo hạm Phalanx CIWS Hangar, chứa một máy bay trực thăng MH-65 Dolphin, hệ thống sonar và ngư lôi chống tàu ngầm. Trong thời gian tung hoành ngang dọc từ Bắc Cực cho tới Xích Đạo và các vùng nước xa xôi châu Á, tàu Mellon đã bắt giữ hơn 100 triệu đô la ma túy đang trên đường vào Mỹ, trở thành tàu cảnh sát biển Mỹ đầu tiên ngăn chặn được tàu buôn lậu ma túy tổng hợp. Ngoài ra, tàu Mellon còn cứu giúp 5 tàu gặp nạn, cứu sống nhiều người. Chó nghiệp vụ. Mặc dù mất khá nhiều chó nghiệp vụ tại Việt Nam, nhưng người Mỹ vẫn không ngừng phát triển lực lượng này bởi sức mạnh không thể phủ nhận. Chó nghiệp vụ Mỹ, tên chuyên môn là K9, là loại chó được huấn luyện đặc biệt để giúp cảnh sát và lực lượng hành pháp thực thi nhiệm vụ tuần tra, tìm ma túy và chất nổ, tìm người mất tích, truy tìm theo dấu vết nguồn hơi tại hiện trường vụ án, bảo vệ chủ nhân. Loại chó nghiệp vụ được biết đến nhiều nhất là chó Berger Đức. Các chú chó nghiệp vụ phải nhớ được một số ký hiệu tay và lệnh bằng tiếng nói của người huấn luyện. Chó nghiệp vụ có lịch sử ra đời lâu dài từ thời cổ cho đến nay. Chúng được sử dụng trong các lực lượng thực thi pháp luật từ rất sớm, từ thời Trung Cổ để truy lùng những kẻ ngoài vùng pháp luật, bảo vệ các phiên tòa. Một trong những vụ án nổi tiếng đầu tiên mà chó nghiệp vụ được cảnh sát sử dụng để hỗ trợ phá án là vào năm 1869, khi cảnh sát trưởng thủ đô London, Anh là ông Charles Warren trưng dụng hai chú chó nghiệp vụ để phá thành công vụ án giết người hàng loạt do tên Jack the Ripper thực hiện. Các chú chó nghiệp vụ đã hỗ trợ cảnh sát trong việc đánh hơi các đồ vật liên quan đến nghi phạm. Cụ thể, cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã lục lọi, lật tung các ngôi nhà ổ chuột, các phòng trọ đêm rẻ tiền của khu East End, quận Whitechapel, London, những nơi nghi phạm có thể sinh sống, lẫn trốn. Cuối cùng, sau những kết quả miệt mài, cố gắng của lực lượng cảnh sát,
cùng với sự trợ giúp của cộng sự là hai chú chó nghiệp vụ, vụ án đã được phá. Từ đó, chó nghiệp vụ nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong lực lượng cảnh sát các nước, đặc biệt là tại châu Âu và Mỹ. Nhiều nước coi chó nghiệp vụ như một binh chủng chính thức trong lực lượng cảnh sát của mình. Cuối cùng, để sử dụng thành thạo các trang thiết bị ở trên, cảnh sát Mỹ cần được đào tạo như thế nào? Tại Mỹ, Học viện Cảnh sát là nơi tổ chức đào tạo lực lượng chấp pháp tương lai. Trước tiên, ứng viên cảnh sát phải được kiểm tra thể lực sơ bộ, thân thế và tiền án tiền sự, đánh giá tâm lý, kiểm tra nói dối, học vấn, v.v. Qua vòng sơ tuyển, ứng viên được gửi đi đào tạo có trả lương. Học viện cảnh sát ở các bang khác nhau có thể đặt ra nhiều khóa học khác nhau với số giờ đào tạo không đồng đều. Chẳng hạn, việc trở thành cảnh sát ở bang Iowa có thể tốn ít thời gian hơn ở bang New York. Một khóa đào tạo có thể kéo dài từ 320 đến 800 tiếng và thường mất từ 6 tới 8 tháng. Nội dung chương trình học thường sẽ bao gồm hai phần, rèn luyện thể lực và trau dồi kiến thức. Mỗi bang cũng yêu cầu khác nhau về thể lực. Các học viên sẽ phải thực hiện những bài tập tăng cường sức khỏe như chống đẩy, gập bụng, chạy bộ, nâng tạ, v.v. Ví dụ, học viên ở bang California phải hoàn thành 80 lần chống đẩy và 250 lần gập bụng mỗi ngày. Tại bang Vermont, nam học viên phải đẩy được tạ nằm bằng 99% trọng lượng cơ thể, thực hiện 38 lần ngồi xuống đứng lên và 29 lần chống đẩy trong 1 phút. Với nữ giới, học viên phải đẩy tạ bằng 59% trọng lượng cơ thể, thực hiện 32 lần ngồi xuống đứng lên và 15 lần chống đẩy trong 1 phút. Không đơn thuần rèn luyện thể lực, học viên được huấn luyện cách dùng lực đúng mức để có thể vô hiệu hóa đối phương mà không làm họ bị thương. Học kỹ năng tự vệ cùng cách sử dụng công cụ phi sát thương như gậy ba tông, xịt hơi cay, súng điện. Học viên cảnh sát phải học tâm lý buộc nếm trải cảm giác bị xịt hơi cay để từ đó thấu hiểu, cẩn trọng hơn khi sử dụng với dân thường. Học viên được dạy cách dùng súng cùng những kiến thức liên quan như khi nào và ở đâu mới được khai hỏa để tránh gây thương tích hoặc tử vong không cần thiết. Học viên phải vượt qua bài kiểm tra bắn súng, bao gồm súng ngắn, súng bắn đạn ghém với độ chính xác lên tới 90%. Cuối cùng của chương trình đào tạo thể lực, học viên sẽ được học cách lái ô tô qua khóa học điều khiển phương tiện khẩn cấp để nâng cao khả năng làm chủ chiếc xe, sẵn sàng tay lái cho những cuộc rượt đuổi tốc độ cao mà vẫn đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Ngoài các chương trình đào tạo cơ bản ở trên, cảnh sát Mỹ còn được tham gia các khóa đào tạo đặc biệt như bắn tỉa, sử dụng xuồng cao tốc, trực thăng, drone, chó nghiệp vụ. Như vậy, GHGO đã điểm qua một loạt các trang bị quan trọng của cảnh sát Mỹ. Còn bất kỳ loại trang bị thiết yếu hàng khủng nào mà chưa được đề cập đến, đề nghị bà con cập nhật, bổ sung thêm trong phần bình luận để cộng đồng mạng thẩm định. Nếu video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GHGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.